cake. Chicken, fried chip. Chocolate. Dinner. Drink at street food. Favorite. Favorite food. Rain. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Juicy. Juicy. Kiwi. Lemon. Lemonade. Lime. Lunch. Mango. Meatball, milk, onion, orange, pea, pie, pea, pear, pineapple, pineapple, potato, rice, sausage, tomato, water, watermelon, chair, armchair, apartment, flat, bath. Room, bathroom, bed, bedroom, board game, book, bookcase, box, cupboard, lock, dining room, door, phone, floor, garden, wall, go to bed, sleep, go to sleep, house, home, kitchen, lamp. Living room. Mirror. Map. Knife. Painting. Picture. Radio. Rock. Skateboarding, table, sofa, tablet, TV, television, tree, wall, window. Thiếu cái chữ mặt của con. Mặt qua nữa. Qua là tường vách và que nó mới là mặt. Que. Window. Window. Rồi tiếp nha. Đọc nhanh nha. Alpha sắp mưa bè. Đó. Rồi. Alpha. Elsa. Basket. Basketball. Bo. Book. No. Trước chữ bo đó là ba. Đúng rồi. Bo. Book. Classroom, classmate, clothes, computer, correct, count, crayon, rock, desk, drawing, English, example. Đi qua bên trái một bước chân cho mẹ. Miếng nữa. Rồi đẹp. Example. Hai cái từ này có nghĩa eraser, giống như. Đúng rồi. Ruler.
football. Yes. Trước khi football còn từ nữa cũng nghĩa là đá bóng nữa. Sao football tới cái từ đó mới chứ không phải trước. Football tới cái từ đó đó cũng có nghĩa đó luôn. Đúng rồi đó, cái chị cũng mới phát âm ra đúng rồi đó. Con tưởng tượng hình ảnh gì? Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đọc lớn lên. Soccer chứ không phải soccer. Rồi tiếp tới cái môn tiếp theo. Hockey. Yes. Keyboard. Question. Lesson. Ladder. Line. Mount. Mission. Open. Open. Patch. Cái đó gọi là page chứ không phải pa. Page. Đúng rồi, tới tờ giấy nè. Paper. Không luôn. Pen. Pencil. No no no, trước pen pencil là cái từ gì? Cái phần á. Box. Đúng rồi. Box. Pen. Pencil. Play. Round. Playground. Sentence. Trước sentence là gì? Sentence. Playground. Từ 274. Cây thước. Cây thước, thước kẻ. Ruler. Yes. Sentence. Box. Story. Student. School. Teacher. Tennis racket, tennis racket, hình, walk, year, base, tiếp theo không? Baseball. Camera. Không, cái từ này là cái chủ đề của cái phần này luôn. B. Đúng rồi. Yeah. Tiếp theo là cái chữ này mới tới chữ camera. Cut. No no no. Cut là sao? Sao chứ? Cái này là môn cầu lông á. Cầu lông. Badminton. Yes. Camera. Cố lên. Cắt cổ bò. Từ 295. Mát, mát mẻ. Cool. Đúng rồi. Cool. Hit a ball. Chưa thiếu. Chữ cool nó xong rồi là tới cái gì? Cái gì mà có cái sự? Cái này là... Fiction. Yes. Tiếp theo là hit, gì? Hit a ball. Chưa tới. Còn một chữ nó mới tới chữ hit a ball. Sai nè, từ từ nè. Fish, tới fishing. Rồi tới cái gì đó, 298. Rồi mới tới chữ hit, rồi mới tới hit a ball. Cái đàn. Guitar. Rồi tiếp 299. Lớn hit, lên. Hit a ball. Đúng rồi. Tiếp theo là con diều đúng không ạ? Không, con diều là cuối cùng. Còn nhiều từ lắm mới tới con diều. Nhảy lên là gì? Chồng. Đúng rồi. Tiếp theo. Từ 302, từ này hình như học gọi luôn nè. Sure.
Trò chơi là gì? Game. Đúng rồi, tiếp theo. Đến từ con diều thôi. Cái từ này rồi tới một cái từ ghép rồi mới tới con diều. Từ này, cái từ ghép rồi con diều. Từ ghép thì kit. Đúng rồi. Kit a ball. Khai. Rồi ok, từ từ nha. Tới chủ đề Matrix. Chưa mà. Ủa, chưa hả? Chưa tới. À sorry. Sky xong tới gì? Này là động từ. Bắt đầu bằng chữ B. Từ này từ thứ 306. Pan. Yes. Painting. Piano. Sun. She. Sing. Song. Sit aside. Sun. Sweet. Sail. Table tennis. Take. Photo. Take a photo. Roll. Draw a ball. Đúng rồi. Thì tới Matrix đúng không? Yeah. Rồi ok. Afternoon. Port. Bus. Bike. Car. Clean. Day. Dirty. Try a car. Evening, fly, full, truck, lorry, motorbike, morning, helicopter, roll, back, land, fire plane. Ride a bike, run track. Chữ đó đọc train chứ con, chữ đó đọc train chứ phải tranh. Train. Đúng rồi. Tiếp. Ship, shop, the food shop, book shop, talk, tweet. Yes. Ask, buy. Charles, do it, carry. No, trước chữ do it, trước chữ carry. Five. Đúng rồi. Carry, coke, clap, cry, no. Make. Here. Không, chứ chữ here có một từ nữa gần chữ giống gì đó. Có biết ăn uống. Từ 374 á. Ăn đầu đấy. Đúng chứ, chữ hờ đó. Không phải hai mà cái đó là đọc là help. Đúng rồi, rồi tới here. Help, here. Nắm giữ là hold. Đúng rồi. Hold. Cố lên. Từ 377. Listen. No, listen là từ 380 rồi. Cũng là chữ L đó đó, nhưng mà 377 là không phải là chữ listen. Nhớ ngược lên coi. Cười. Cười à. Loud. Đúng rồi. 378. Loud.
cũng là chữ L nhưng mà nó có nghĩa là học và nghiên cứu. Lên. Đúng rồi. Look. Tiếp theo. Tiếp theo. Tới từ 380 nãy con đọc rồi đó. Listen. Yes. Listen. 381. Không không, chứ chữ phu đó. Cũng chữ bi đầu nhưng mà chữ khác. 381. 382 là bu rồi, còn 381 là cái gì? Chỉ chỏ chĩa. Chỉ chỏ. Thôi. Đúng rồi. Phù. Tiếp theo 383. Watch. Đúng rồi. Boat. Read. See. Sit. Smell. Spell. Spelk. Spelk. Talk. Tell. No 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 no. Smell, to spell, to speak. Rồi tới hai từ nữa, đúng là gì? Thang. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cùng nghĩa với chữ học nãy cứ học là cùng nghĩa chữ li nãy á. 390. Đúng rồi, 392. Rồi tới 393, đúng rồi. Thì to turn up, turn on. Hình use watch. Watch. Watch, walk, way. Còn từ cuối cùng 404. Cũng là chữ W nữa đó. Con viết lại gì? Yeah. Viết lại gì? Viết. Walk. No no, walk là làm việc, chữ viết kìa. Cái... Way. Quay là vẫy tay, chữ viết kìa, chữ viết, con lấy cây viết, con viết xuống thì cái hành động viết đó. Why? Đúng rồi. Goodbye, see you again.